con thơ dài thương quấn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giọt mồ hôi của cha, con vẫn đứng khép nép bên cha và lắng nghe những tiếng thở dài đằng sau những vinh quang. Nào ai biết đến cha nhọc nhằn, rồi đêm khi tan anh đèn, cha đến bên ôm con vỗ về. Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình. Trong ánh mắt hy vọng, mong ngày mai con yêu thành công. Rồi từng ngày khôn lớn, chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào. Trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay khi vinh quang đã về đây, giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn, lòng con xin dâng lên tiếng ca với bao yêu dấu kính dâng về cha. Khi con thơ dài thường quấn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giọt mồ hôi của cha, con vẫn đứng khép nép bên cha và lắng nghe những tiếng thở dài đằng sau những vinh quang. Nào ai biết đến cha nhọc nhằn, rồi đêm khi tan anh đèn, cha đến bên ôm con vỗ về. Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình. Trong ánh mắt hy vọng, mong ngày mai con yêu thành công. Rồi từng ngày khôn lớn, chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào. Trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay khi vinh quang đã về đây, giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn, lòng con xin dâng lên tiếng ca với bao yêu dấu kính dâng về cha. Cha có nghe tiếng nói của con, hôm nay đứa con xưa đã nên người, xin dâng ngàn câu hát để tạ ơn, mãi mãi sống trong con bóng hình cha. Xin cảm ơn thí sinh mang số báo danh 18 với nhạc phẩm Ánh mắt của cha. Sau đây kính mời ban giám khảo cho nhận xét về thí sinh số 18. Anh Nguyễn Đức 9 điểm. Anh Mộng Long 8 điểm rưỡi. Và anh Phan Duy Xuân 8 điểm.